ngày đẹp trời nó rực sáng đây, cho tôi ghé mát xa này. Úi giời, Toshiko hơi đi được đây. Đến một thời điểm, bạn chợt nhận ra hạnh phúc chỉ đơn giản là được thấy ba mẹ mạnh khỏe mỗi ngày. Toshiko đồng hành cùng bạn trên con đường mang lại hạnh phúc cho cả gia đình. Ghế mát xa, Toshiko và sự giá trị đó là phục hồi sức khỏe cho tất cả mọi người. Hãy đem đến món quà sức khỏe cho bạn bè và người thân chúng ta. Nó sẽ là một niềm vui hạnh phúc cho tất cả mọi người. Từ cái ngày mua này này, ôi à, nó sướng lắm. Là tôi sử dụng này, rồi là cả nhà cũng được sử dụng, mà đều ai cũng thấy là khỏe lên cả. Từ ngày mua cái ghế mát xa này về, sướng lắm, khỏe. Không những mình khỏe, cả nhà đều khỏe, đều sướng. Ghế massage Toshiko, món quà ý nghĩa thay còn chăm sóc sức khỏe của cha mẹ. Công việc làm diễn viên thì phải đi xa này, đi xa nhà rất là nhiều. Khi mà mình phải đi theo phim, đi theo đoàn phim. Thế nên là hôm nay Lân dành tặng cho mẹ mình một chiếc ghế massage. Hay Lân những ngày Lân không ở nhà để đấm bóp cho mẹ của mình. Đây là lần đầu tiên cô nhận được món quà to như thế này từ Quân. Mấy lần đi trung tâm thương mại cũng ngồi thử rồi, nhưng mà cứ lăn tăn không có mua. Ai ngờ con trai tâm lý đoán đúng ý mẹ. Mẹ Phương đang rất là thư giãn nằm ở trong chiếc ghế massage rồi. Vậy thì hãy cùng Lan Phương gửi tặng mẹ những món quà thật là ý nghĩa, thay lời cảm ơn của mình đến mẹ nhé. Chiếc ghế massage Toshiko là một sự lựa chọn sáng suốt của anh Đào từ trước đến nay. Tại vì đây là một món quà vừa ý nghĩa mà vừa thiết thực nữa mọi người ạ. Nếu mà bạn nào có nhu cầu mua quà tặng cho mẹ thì đừng bỏ qua chiếc ghế massage Toshiko này nhá. Hãy để Toshiko đồng hành cùng bạn trên con đường chăm sóc sức khỏe và bảo vệ niềm vui cho những người thân yêu. Toshiko, chăm sóc sức khỏe tốt như người Nhật.